tâm định lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng khi minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thầy Tôn bậc diệu hạnh cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu của Đức Phật Bảo, nguyện cầu của Đức Pháp Bảo, nguyện cầu của Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vận tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Dạ, chào tràng con. Dạ, cảm ơn Quỳnh Vân, Quỳnh Sơn Suốt ạ. Dạ, cái máy con bữa nay nó kiếm chuyện quá. Nam Mô Bích Thà. Dạ, con thành kính lãnh lễ ngài trị sự, con thành kính lãnh lễ tòa giác đẳng cùng chư tôn đức thiện dĩ lễ quý bà quý cô tu nữ. Được Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn con tri ân sư, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và bài học hôm nay là giáo trình thắng pháp A Phi Tham Má, bài 33 thuộc tánh của tâm Chê Cha Xí Cá. Và con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Ngài Tê Siêu không được khỏe, cũng kính nhân mít đến xưa. Nam Mô Bích Thầy, kính trình lễ chư tôn đức, trân trọng tất cả quý Phật tử. Chư quý vị, khi mà chúng ta học về thắng pháp Abhidhamm thì chúng ta thực sự chú ý về bốn pháp chân đế, đó là tâm, thủ tánh của tâm, sắc pháp và niết bàn, hay là pháp Paramattha, bốn pháp chân đế. Pháp này thì tâm là phần đầu chúng ta đã đi qua chứ. Hôm nay chúng ta bước qua phần thứ hai, và phần này thường gọi là tâm sở hay là trung tâm hoặc giả là thuộc tánh. Thì phần này tất nhiên là một phần mà không thể thiếu khi chúng ta học về thắng pháp. Đồng thời, phần này cho chúng ta hiểu nhiều hơn về cái gọi là tâm. Thật ra thì những khái niệm này được đề cập đến ở trong kinh đạo và ở trong tất cả tông phái Phật giáo có đề cập đến. Nhưng riêng thắng pháp Abhidhamm của tạng Pali thì phần này được đề cập ở trong một tính cách tương đối rất là và rất thấy nhiều cái quan trọng về tâm thức cũng như về Phật học. Trước tiên mời quý vị nghe phần chánh mật và sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với bài giảng ngày hôm nay. Nam Mô Bích Thầy. Và sa thú thành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã dẫn nhập ngành bài học ngày hôm nay. À, cảm ơn Hoàng Nguyệt. Nhật Quỳnh nó có vấn đề. Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt rất là nhiều cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và con xin được đọc phần chánh văn.
bài 33 thuộc tánh của tâm Chetasika theo thắng pháp Pithamma, có thể nói là kết kể cả toàn pháp, tất cả hiện tượng của pháp hữu vi, dù là đơn vị cực vi như mỗi sát na, tâm pháp hay sắc pháp đều là sự kết cấu của nhiều thành tố. Trong trường hợp tâm thức kết cấu này rất khó hiểu, mặc dù hoàn toàn tương hợp với những gì khoa học trình bày ngày nay. Sự gặp gỡ và phân ngã rẽ và thắng pháp tạng. Nói về tâm citta và những thuộc tánh chetasika, không phải chỉ có trong thắng pháp, không phải chỉ có trong tánh pháp tạng mà kinh tạng cũng có đề cập rất nhiều. Trong ngũ uẩn, thức uẩn, tâm còn thọ, tưởng uẩn, hành uẩn là những thuộc tánh chetasika. Điểm này rất cần lưu ý, vì nhiều người quan niệm rằng thắng pháp dạy những gì rất xa lạ so với kinh tạng. Nói như vậy không có nghĩa là hoàn toàn giống nhau. Đọc kinh tạng, thường người ta có cảm tưởng thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, sanh khởi và tồn tại độc lập trong lúc thắng pháp, dạy tâm và các thuộc tánh đồng sanh, đồng diệt, đồng nương một căn, đồng biết một cảnh, hoàn không có sự mâu thuẫn, chỉ có hai cách trình bày nên có khác biệt. Hai cách nói bị mô, biết rơ và bị mồm mắt trường cần được nhận rõ ở đây. Như đã nói trong pháp, dù là kinh tạng hát pháp tạng có gì có sự khác biệt giữa cách nói đại loại hay quy mô và quỷ mô. Theo kinh, theo cách nói đại loại thì núi non thuộc địa đại, sông hồ thuộc vân vân. Nhưng trong cách nói vĩ mô thì một hạt vi trần có đủ bốn đại. Sẽ rất khó hiểu nếu cố gắng tưởng tượng tại sao trong một sát na mà có những thành tựu như sức, thọ, tưởng, tư, vân vân. Pháp sư Giác Chánh dùng thí dụ như một chút nước canh trên đầu đũa vẫn chứa đủ những hợp chất của nồi canh. Người học cần dùng nhiều thí dụ để hiểu điều này. Theo cách nói vĩ mô thì những ý nghĩa tính, niệm, tam, quý, vân vân có mặt trong tất cả tâm tịnh hảo và không nên hiểu những điều đó như cách hiểu bình thường. Những khái niệm tốt, xấu, thiện, ác cần được hiểu một cách khác hơn thường thức. Thiện ác theo thường thức, đặc biệt là tôn giáo, có những điểm khác với thắng pháp khi nói về các thuộc tánh. Ăn năn hối hận sau khi làm điều ác được xem là thiện chí, nhưng hối quá là thuộc tánh bất thiện. Có những thứ mà trung tánh, nhưng khi tu luyện trở thành chi thiện, nhưng tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Nên học với tâm thái hồn nhiên hơn là đem những định kiến khi đào sâu vào các thuộc tánh. Sự phân nhóm những thuộc tánh cho chúng ta biết nhiều những khía cạnh của tâm lý. Có thể một trong những lợi ích lớn nhất của việc học thắng pháp là tính cách phân nhóm của các thuộc tánh. Thí dụ thuộc tánh tà kiến, thuộc tham. Thông thường người ta có thể hiểu là tà kiến là si mê. Hai thuộc tánh tư, chê ta ná, có mặt trong tất cả tâm. Hiểu rõ những điều này cho chúng ta cái nhìn tinh tế hơn khi học kinh tạng hay Phật pháp nói chung. Sự kết hợp giữa tâm và các thuộc tánh cho chúng ta biết nhiều điểm tế nhị về tâm thức. Một điểm khác rất thú vị và lợi ích khi học về các thuộc tánh của tâm là sự kết hợp giữa tâm và thuộc tánh. Như trường hợp tại sao thuộc tánh si có mặt trong tất cả tâm bất thiện hoặc cùng là trung tánh, nhưng chia ra hai nhóm biến hành và biệt cảnh. Những tương hợp tạo nên những khía cạnh sống động khi nói về tâm thức, ngữ và nghĩa.
Trong Phật học thuộc hệ Hán ngữ Citta được dịch là Tâm Vương, Asika được dịch là Tâm Sở, được hiểu như một triều đình mà không mà trong đó có vua và chủ vị và các cận thần là phụ thuộc. Ý nghĩa này giống với hệ Bali, nhưng ở đây không dùng vì người ta có thể hiểu Tâm Vương, Tâm Sở là hai thứ tâm. Ngài Tịnh Sự dịch Chetasika là sở hữu tâm, cũng mang ý nghĩa là thuộc tánh của tâm, nhưng trong tiếng Việt ngày nay sở hữu thường được hiểu là làm chủ. Cái gì đó nên trong giáo trình này chọn chữ thuộc tánh. Nên cẩn thận, thấm pháp có cả rừng thuật ngữ. Điều này tự nhiên bắt buộc phải xài nhiều từ Hán Việt. Vấn đề là trong chữ Hán có nhiều cách hiểu khác biệt giữa từ vựng cổ văn và kim văn. Đấy, ví dụ chữ tác ý có thể hiểu là chủ tâm, tạo tác, mà cũng có ý nghĩa là tập chú. Ý nghĩa đầu có thể dùng để dịch chữ chê ta na, tác ý, tạo nghiệp. Ý nghĩa sau có thể dùng để dịch chữ manasikara, hai tập chú đối với cảnh như khi nói về thuộc tánh biến hành. Một thí dụ khác là chữ phóng dật. Phóng dật có thể hiểu là sự buông thả, giải đãi và cũng có nghĩa là dao động. Hai dịch thuật tinh thông Hán Việt là Hòa Thượng Thích Minh Châu và Hòa Thượng Tịnh Sự đôi khi có sự trái ngược trong cách dịch do vấn đề này. Thấm pháp Abhidhamma biểu đồ chư pháp y cứ theo đồ học do ngài tự thiết kế. Dạ, cảm ơn. Xin mời quý vị vào cái link của Đăng Trọng Việt đưa lên sẽ thấy được bản đồ chi pháp thuộc tánh của tâm Chetasika. Điều đã nói là điều và điều sắp nói. Bài học trước là tổng lược về tâm. Bài học tiếp theo sẽ là phân nhóm các tánh của tâm. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng tâm trung thành kính đảnh lễ cung thỉnh giác đẳng từ bi hoan hỷ giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến sư.
Xin lỗi quý vị, Phật tử, quý vị có nghe được không? Chào Phật. À, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta bước qua một phần mới khi mà chúng ta học về thuộc tánh của tộc. Ở trong từ vựng Phật học thì có cái chữ gọi là danh pháp, tức là nói về tông, và sắc pháp nói về vật chất. Thì chữ danh pháp, chữ nama đó, có nghĩa là cái gì có tên gọi nhưng mà không có hình tướng của vật thể, thuộc về tâm thức. Và riêng trong danh pháp thì được chia thành hai phần, là tâm và thuộc tánh của tâm. Có khi chúng ta nói rằng danh sắc có nghĩa là thân tâm, nhưng mà kỳ thật là chừng đó không có phần riêng ở trong phần mà chúng ta gọi là danh tánh, thì gồm có tâm và thuộc tánh. Và đặc biệt khi đề cập đến những điểm này chứ, thì thưa quý vị, chúng ta giờ quý vị qua thị trời chúng tôi một chút. Và thưa quý vị, khi mà đề cập đến thuộc tánh của tâm, thì chúng ta phải đi qua một cái khái niệm tương đối là cần một chút tưởng tượng. Bởi vì giờ quý vị không nghe được, giờ quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Giờ quý vị có nghe được chứ? Sáng hôm nay chúng tôi có một chút. Giờ quý vị nghe được không?
Dạ, xin lỗi quý vị, có nghe được không vậy? Dạ, Nghe được hả sư? Dạ, con cầm mic bên bên. Rồi, dạ. Dạ, quý vị. Dạ, quý vị. Thưa quý vị, một cái khái niệm mà tương đối là xa lạ đối với nhiều tỉnh và kể cả người bình thường ở bên ngoài, đó là cái tính cách hỗn hợp. Nhiều thành tố ở trong một cho quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút nha. Cái khái niệm mà chúng ta phải làm quen khi mà mình học thắng pháp, và đặc biệt là học về những cái thuộc tính của tâm, đó là những cái đơn vị cực quý hỗn hợp và kết cấu bởi nhiều thành tố, và đôi khi nó vượt ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Chúng tôi có lấy một cái thí dụ ở tại đây là Pháp Sư Giác Chánh đó, có nói rằng khi mà mình lấy một cái đầu đũa mình nhúng vào nước mắm hay nhúng vào nước canh như canh chua hay là cà ri chẳng hạn, thì cái gì mà nó dính trên đầu đũa đó nó rất là ít thôi, nhưng mà tuy nó ít như vậy nhưng mà trong cái rất ít mà nó dính vào đầu đũa đó, nó đã có cái hương, cái vị là một sự hỗn hợp của nhiều thứ, mà mặc dù đôi khi chúng ta chỉ nếm nhẹ thôi thì chúng ta phân biệt đây là canh chua, là tấm, đây là nước ngọt vân vân, mặc dù nó có một chút thôi. Theo hoặc giả là chúng ta lấy một cái ví dụ rất là nhỏ như là một hạt mè cải. Hạt mè, hạt cải thì rất là nhỏ bé, nhưng mà trong hạt mè, hạt cải đó nó chứa được bao nhiêu cái công thức về khi nó được gieo xuống thì nó sẽ lên mầm và nó lên cái cây mè như vậy, cái cải như vậy, vị như vậy, màu như vậy, mặc dù là rất là nhỏ bé. Thì cái hiểu của khoa học thì cho chúng ta biết rằng trong cái thế giới rất là li chi, rất là li chi nhỏ thôi, mà qua đó thì người ta tìm thấy được nó chứa được rất là nhiều những cái gọi là attributes, chúng ta gọi là những thuộc tính. Cũng như là các nhà khảo cổ họ tìm thấy được một mẫu xương của một người mà đã sống trên trái đất này cách đây 80 triệu năm. Và mặc dù đó chỉ là một mẫu xương khô, nhưng mà họ chích được cái DNA. Chúng ta nói DNA là cái tế bào cực vi đó. Thì trong sự chiết xuất đó, họ có thể lượng định ra là cái tế bào đó thuộc về, cái khúc xương thuộc về người nam, người nữ, khoảng bao nhiêu tuổi, và đã có từng ăn những thực phẩm gì, trải qua những cái căn bệnh gì trong đời sống, và thậm chí sức chết là bao nhiêu tuổi. Cái đó là cái gì mà vượt cái tầm hiểu của rất nhiều người.
tại sao chỉ là một mẫu xương khô rất là nhỏ, hay là sao chỉ không phải là một mẫu xương khô không mà một chút tế bào DNA mà đã khô rồi, đã biết triệu năm rồi, nhưng mà qua đó nó lại tiết lộ cho chúng ta biết rất nhiều về quá khứ của một người đã từng sống và bây giờ chỉ còn để lại một mẫu xương khô nhỏ. Thì chúng ta phải làm quen với những cái khái niệm cực vi này, dù đó là một hạt cải, dù đó là một tế bào DNA, nhưng mà ở trong đó nó chứa rất là nhiều những cái mà chúng ta gọi là thuộc tính. Thì khoa học càng ngày càng mở cho chúng ta đi vào thế giới cực vi đó, thì chúng ta lại càng hiểu và càng cảm kích Phật học nhiều hơn. Có một lần chúng tôi có dịp nói chuyện với Ngài Bodhi và Ngài Gunatana. Khi nói về điểm này thì Ngài Bodhi, Ngài có nói một điều rằng đây là một ở trong những điều mà tại sao những bộ óc lớn của khoa học ngày hôm nay đó, họ rất là thích thú với Phật Pháp. Phật Pháp đã có những gợi ý hoặc là chỉ dẫn cho chúng ta hiểu biết về hiện tượng giới ở trong cách tự nhiên, mà nó vượt khỏi cái nhìn của thường thức, cái nhìn của tôn giáo, của tín ngưỡng, và để lại cho chúng ta thấy một cái trong những cái nền tảng của khoa học ngày nay, khi mà giải thích về hiện tượng giới, khi mà giải thích về kết cấu của những nguyên tử, của những phân tử, của những tế bào, những đơn vị rất là nhỏ, mà nếu không phải là sự giác ngộ của Phật thì 25 thế kỷ về trước chắc có lẽ là có ai có thể nói về tôn giáo ở trong một hình thức như vậy. Dưới thì điểm tiếp theo mà hôm nay chúng ta nói về thuộc tính của là chúng tôi muốn nhấn mạnh đến một điều là chúng ta đừng cảm thấy xa lạ khi mà nói về tâm vương, nói về tâm sở, nói về tâm, nói về thuộc tính của tâm. Kỳ thật thì những điều này đã được nghe rất là nhiều trong kinh đoạn, ví dụ như là chúng ta nghe nói về ngũ quẩn, sắc quẩn, tức là thành phần vật chất về thân của chúng ta thì chúng ta không đề cập đến. Nhưng mà khi mà nói về thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn thì thức quẩn là tâm, như chúng ta đã học mấy mươi bài học qua. Và thọ tưởng hành thì nó thuộc về thuộc tánh của tâm. Nói một cách khác là 52 thuộc tánh mà chúng ta đề cập của tâm sở đó, thì nó là một sự trình bày khác của thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Nhưng mà như vậy là đó là một cái gặp gỡ giữa kinh tạng và thủ pháp tạng. Nhưng mà tại sao chúng tôi cũng nói rằng từ đó tạo nên một ngã rẽ? Bởi vì thưa quý vị, trong cách nói của kinh tạng đó, đôi khi chúng ta nhìn thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn nó hoàn toàn bị lọc. Ví dụ như chúng ta đọc ở trong kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật dạy chư tỳ kheo quan sát, đây là sắc quẩn, đây là thọ quẩn, đây là tưởng quẩn, đây là hành quẩn, đây là thức quẩn. Thì thưa quý vị, thọ quẩn thuộc về những cách thọ, tư duy xã, tưởng quẩn là những cái kinh nghiệm từng trải của chúng ta, như là về ký ức, về sự giáo dục, về ngôn ngữ, về văn hóa, cái gì mình được hấp thụ. Hành quẩn là cái khả năng phân biệt, quyết đoán, chủ trương, tạo tác, ví dụ như thiện ác, đúng sai, phải quấy, quẹo trái, quẹo phải, những quyết định thuộc về hành quẩn. Và thức quẩn thì là các giác quan, như là thị giác, tính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, v.v. Thì khi mà chúng ta nhìn thọ tưởng hành thức ấy, như vậy đó, thì chúng ta có cảm tưởng như rằng những thứ này là những thứ hoàn toàn bị gặp với nhau. Và có khi chúng ta nhìn vào cảm thọ của chúng ta thì nói ô đây là thọ quẩn. Có nhiều khi chúng ta học tiếng Anh lúc nhớ lúc quên, thì
chúng ta thấy tưởng quẩn lúc mà chúng ta quan niệm rằng mình nên tập thể dục, mình nên đi chùa, mình nên nghe pháp là thuộc hành quẩn. Dạ. Thì đó là một cách nói mà chúng ta gọi là nói theo quy mô, theo đại loại, nói chung chung. Dạ. Ngày hôm nay quý vị mình nói đại trà đó, nói chung chung như vậy. Nhưng mà khi trong cách nói vĩ mô á, thì thọ tưởng hành thức ấy, là bốn quẩn bất khả ly, tức là ở đâu có thức thì thọ tưởng hành không có sự phân biệt, không có sự tách rời giữa thọ tưởng hành thức. Thì cũng có một lần chúng tôi có trình bày về cách nói quy mô và vĩ mô này đó, là ví dụ như là chúng ta nói đất nước là gió, đất thuộc về núi non, thuộc về đại địa, nước thuộc về như là nước trong sông hồ, chất loãng vân vân. Thì chúng ta cũng có thể nói theo cách đại loại như vậy, nhưng mà nói một cách vĩ mô á, thì ở trong một hạt vi trần nó có bốn cái bốn đại chúng, chúng ta gọi là đất nước lửa gió trong hạt vi trần thôi. Chúng ta nói một hạt bụi mà làm sao mà đất thì có thể một chút đất, nhưng mà nước làm sao? Tất cả đơn vị vật chất nó đều có cái chất gọi là quấn lại với nhau với phân tử cực quy, chúng ta gọi là nước. Và nhiệt lượng đó, nóng hay lạnh ở mức độ nào nhiệt lượng gọi là lửa. Và cái sự di vận hành của các cái nguyên tử đó là, thì ở trong một hạng vi trần nó có đủ cả bốn đại như vậy. Thì khi mà mình nói một cách vĩ mô thì một hạng vi trần có bốn đại, nhưng mà nói bình thường đất nước lửa gió rồi khác. Thành ra trong cái cách nói vĩ mô đó thì thọ tưởng hành thức là bất khả ly, là luôn luôn đi chung với nhau, không có một cái tâm nào mà thiếu thọ, thiếu tưởng và thiếu hành. Và một ví dụ như tâm nhãn thức là nhãn nhĩ thức, nhĩ thức là những tâm gọi là đơn giản nhất ấy, thì nó cũng có bảy cái thuộc tánh tiến hành, là xúc thọ tưởng tư định mạng căn tác ý. Dạ, là tối thiểu vậy, bảy cái tâm sở biến hành như vậy. Và trong bảy tâm sở biến hành đó thì thọ là thuộc thọ quẩn, tưởng thuộc về tưởng quẩn, còn xúc tư định mạng căn tác ý đó, thuộc về hành quẩn. Dạ, thật ra chúng ta nên hiểu một điều rằng ở trong và kinh tạng á, thì chúng ta nói có cách là thường thường, chúng ta nói có cách là chung chung hay là đại loại, hoặc là chúng ta nói một cái chuyên mục là nói theo cách quy mô. Và Thắng Pháp Tạng thì đặc biệt nói nhiều về cách vĩ mô, do việc Thắng Pháp Tạng á, thì cũng có đề cập đến năm quẩn, và trong năm quẩn này thì thức quẩn thuộc về tâm và thọ tưởng hành thuộc về thuộc tánh. Còn kinh tạng thì cũng có nói thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Trong cái thiền quán thì chúng ta quán sát mỗi quẩn có thể quán sát riêng. Và Đức Phật đề cập đến ví dụ như là xúc sở sanh thọ, rồi thọ sanh ra ái. Thì ái được xem là hành quẩn, thọ là thọ quẩn. Nhưng mà kỳ thật thì trong một cái nội tâm mà nói theo cách vĩ mô đó, thì bất cứ tâm nào cũng có cả bốn quẩn này. Chúng ta chịu khó làm quen với thể dục này rất là quan trọng, thưa quý vị. Bây giờ thì chúng tôi muốn đề cập đến một cái khi mà chúng ta đề cập đến các thuộc tánh của tâm đó, là nói đây là một điểm trong những khía cạnh rất là thú vị khi mà chúng ta học về thắng pháp Abhidhamma. Có một lần trước đây chúng tôi đã từng nói, khi mà chúng ta nói về tâm thiện dục giới đó, là mình quan niệm thiện ác trong cách nói bình thường đó, là một người đi cướp của với người đó là bằng ác tâm, và một người mà đi bố thí trì giới là việc từ thiện, đó là thiện tâm. Nhưng mà trong thắng pháp á, thì lại có cái chữ gọi là chữ tịnh hảo. Chữ tịnh hảo ở đây đó, nó là cái chất tốt, nhưng mà cái tốt này nó không hẳn
đi với cái chữ thiện trong cái nghĩa thực tích. Dạ, thiện như chúng ta nói rằng một người là việc từ thiện đi phát quà cứu trợ cho những nạn nhân thiên tai vân vân. Nhưng mà chúng tôi thấy một ví dụ là một cái khoa học đang làm việc ở trong phòng thí nghiệm và họ làm một cái tâm tư rất là sáng suốt, rất là khách quan, rất là tỉnh táo, thì cái tâm mà nghiên cứu tìm tòi đó nó vẫn là tâm tỉnh táo, dạ. Và thậm chí là còn gọi là tâm thiện dục giới. Tỉnh hảo đó nó chỉ là sự tốt lành khi mà nó vắng mặt những cái thuộc tánh bất thiện. Tuy nhiên nó không có nghĩa là thiện theo ý nghĩa thiện bình thường mà chúng ta nói. Dạ. Chúng tôi lấy ví dụ như là ở Việt, người Việt Nam chúng ta tại Mỹ có cô Dương Nguyệt Ánh. Dạ. Cô là một khoa học, nhà khoa học làm việc cho Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, được nổi tiếng là một người có những cái công trình cống hiến về việc chế bom đạn. Dạ. Mình biết là chế bom thì giết người đúng không? Dạ. Đem bom bỏ chúng giết người, đó là mình gọi là người bất thiện. Nhưng mà cái trí tuệ mà trong lúc trí tuệ mà trong lúc mà suy diện để làm sao cho một cái sự hoạt động của vật lý mà nó chính xác, nó đúng như vậy đó, thì nó thuộc về tâm tình hảo. Thì nó trong thắng pháp có dùng cái chữ đặc biệt là chữ sopana thay vì chữ cú xá, và sopana là tình hảo. Tình hảo nó tốt là tại vì lúc đó nó phải đòi hỏi trí tuệ, lúc đó nó đòi hỏi cái tâm không có bị dính mắc, nó không có nóng nảy, nó không có mê mờ, nó không có thuộc bị tham sân si chi phối, mà nó phải có đặc tính vô tham vô sân vô si. Dạ, nhưng tình hảo đó không có nghĩa là thiện. Dạ, tình hảo không có thiện thiện. Về điểm này đó thì cái khái niệm về tình hảo và khái niệm về thiện đó, nó phải được phân biệt. Thế nên khi mà chúng ta phân chia bài học tới bài học của ngày Chủ nhật đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cái sự phân chia các cái thuộc tánh thì có thuộc tánh tợ tha, tức là nó đi với thiện, thành thiện, đi với ác là có những thuộc tánh bất thiện, tức là ác xấu, nhưng mà lại có những thuộc tánh tình hảo, và chữ tình hảo này nó không được dùng cho chữ thiện và nó không phải là thiện. Có những tâm tình hảo nhưng không nhất thiết là tâm thiện, và chúng ta phải lưu ý về điểm này. Bên cạnh đó thì cái quan niệm về thiện ác đôi khi nó lại không có được ăn khớp với cái nhìn khi mà chúng ta phân tích về thuộc tánh. Giả sử như là mình nói về tâm chi thiện, tâm tứ hỷ lạc định, là cái pháp đối trị năm cái triền cái, là khi chúng ta nói về tâm chi thiện thì chúng ta hoàn toàn cho là thiện pháp. Nhưng mà tâm tứ hỷ lạc định ở trong thắng pháp tạng, khi mà tánh của tâm tâm thuộc về thuộc tánh tâm, tứ thuộc tánh tứ, hỷ là về thuộc tánh về thọ, trên chi đổi hỷ thuộc tánh hỷ, và lạc thuộc tánh thọ, và định thì là thuộc tánh nhất hạnh. Thì năm cái thuộc tánh này nó đều nằm ở trong cái nhóm mà chúng ta gọi là thuộc tánh tợ tha, là trung tánh. Nhưng mà nó phát triển ở trong một cái điều kiện nào đó thì nó trở thành những chi thiện. Nó rất là thú vị, thú vị. Ví dụ như bây giờ mà nói là tâm là sự hướng tâm. Sự hướng tâm, một người có thể là đang thích về thời trang thì họ đây hay nghĩ đến thời trang, cũng họ hay nghĩ về chính trị, họ hướng tâm về chính trị. Có những người họ thích về chi ca, họ hướng về chi ca. Cái đó chúng ta gọi là tâm. Thì cái tâm đó nó căn bản nó là vô tướng vô phạm, chúng ta gọi là tự tha. Nhưng mà nếu cái tâm đó đó mà nó được tu tập, thì lúc mình muốn hướng tâm thì nó hướng tâm, lúc mình không muốn hướng tâm thì nó lại không hướng tâm. Cái đó chúng ta gọi là thiên xảo, là sự thanh thảo. Ví dụ như là buổi tối chúng ta cần thư giãn, chúng ta không nghĩ đến công ăn việc làm thì chúng ta có thể làm được như vậy. Buổi sáng chúng ta cần năng động, cần
đến công ăn việc làm thì chúng ta suy nghĩ được như vậy, thì cái đó là chúng ta có khả năng dụng tâm, tương đối người đó có khả năng dụng tâm cao. Nhưng mà buổi tối đó, trong lúc mà chúng ta cần thư giãn, cần nghỉ ngơi, thì nó lại nhớ hướng nghĩ đến những chuyện, điều này nó khiến chúng ta trầm trọng. Và buổi sáng lúc mà chúng ta cần suy nghĩ đến những công việc làm đó, thì nó lại uể oải thụ động đó. Thì như vậy là chúng ta thấy rõ rằng cái tâm đó, nó lại không làm việc theo ý của mình. Ở ngoài đời họ có danh từ ráp lộn dây hay là đặt không đúng chỗ, mà chúng ta thường là vậy. Lúc mình cần nghỉ ngơi thì nó không nghỉ ngơi, mà lúc mà chúng ta không cần nghỉ ngơi thì nó lại lúc mà chúng ta cần năng động thì nó lại u cà cà ra. Ở trong tâm lý học Tây phương họ dùng chữ disorder. Và disorder tức là một cái tình trạng bất ổn. Thì như vậy cái gọi là tâm hay là vitakka đó, cái bản chất của nó là vô tưởng vô phạt. Nhưng một người mà có tu tập về định và niệm, và cái tâm đó đó mà chúng ta có thể vẫn như ý đó, thì cái tâm đó nó trở thành chi thiền. Và nó là cái gì rất là thiền. Nên chúng ta phải hiểu là khi mà đề cập đến cái quan niệm về thiện ác ở thắng pháp, và đặc biệt là khi chúng ta học được các thuộc tính của tâm đó, thì chúng ta tạm thời quên đi những cái khái niệm bình thường để chúng ta có thể đào sâu vào những cái khái niệm mà tương đối nó hơi lạ nhưng mà rất là lợi lạc. Và khi mà chúng ta nói về các thuộc tính của tâm đó, thì thưa quý vị, một điểm mà nó cũng rất đáng cho chúng ta lưu ý, và vì điểm này đó nó lại cho chúng ta nhiều cái thông tin lợi lạc, đó là sự phân nhóm. Sự phân nhóm này đó nhiều người học không để ý, là ở trong sách tập mà nhớ như vậy thôi, nhưng mà khi chúng ta học thì học kỹ và học một chi tiết đó, thì sự phân nhóm đó, nó lại rất là lợi ích. Ví dụ như là trong Thắng Pháp Tạng thì có đề cập đến 14 cái thuộc tính gọi là bất thiện. Và thuộc tính bất thiện này chia làm 5 nhóm. Nhóm đầu là thuộc về si phật, thì có si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Rồi tham phần thì có 3, là tham, tà kiến, đa mạng. Rồi sân phần thì có 4, là sân, tật, đường, hối. Hôn phần thì có 2, là hôn trầm, thủy miên. Và hoài nghi, nó là một lẽ. Tại sao hoài nghi là lẽ mà không bỏ trong si phần? Đó là một điểm rất là thú vị đó. Hay là hoặc giả là tại sao tà kiến lại không bỏ vào trong si phần? Chúng ta nghĩ là người nào chấp sai thì người đó u mê si phần. Nhưng mà trong Thánh Pháp thì đặt tà kiến nằm ở trong cái nhóm và thuộc về tham phần. Thuộc về tham phần. Thì những điểm này là điểm mà chúng ta nói rất là lợi lạc và rất thú vị khi mà chúng ta học về Thánh Pháp. Mình thấy dĩ nhiên là bây giờ mình nói là một bản liệt kê 14 cái thuộc tánh, biến một cái thuộc tánh bất thiện gồm có si, vô tàm, vô ý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạng, sân, tật, lệnh, hối, hôn trọng, thị biên, hoài nghi. Thì mình chỉ cần liệt kê cả 14 cái như vậy, tại sao phân thành 5 nhóm? Và 5 nhóm thì có nhóm 4 như là nhóm si phần, nhóm phần có 3 như là tham phần, có 2 như là hôn phần, và có 1 là hoài nghi. Tại sao chúng ta không dùng chung lại? Thì cái phân nhóm này đó nó hết sức là thú vị, thưa quý vị. Và nó có cái riêng của nó. Và có riêng của nó. Cái hiểu bình thường của chúng ta là bây giờ mình nói từ ngã mạng. Ngã mạng được kêu là thuộc về chấp ngã, chấp thuộc về tâm si. Nhưng mà không, ở trong Thắng Pháp á, thì ngã mạng riêng, tà kiến riêng. Ngã mạng riêng mình mà không phải thuộc về tà kiến. Và ngã mạng nó không đi với tâm si mà nó đi với tâm tham.
chị điều này khi chúng ta học vào thì chúng ta sẽ thấy cái lợi ích của sự phân giống. Rồi một cái yếu tố khác mà một cái khía cạnh khác mà chúng ta đề cập đến ở tại đây đó là về sự kết hợp giữa tâm và thuộc tánh. Một thuộc tánh có bao nhiêu tâm, về điểm này cũng chúng tôi sẽ nói sau, nhưng mà cũng nói tạm đây là thường là quý vị đọc mời sách của ngài Trịnh Sự Dịch, ngài hay dùng cái chữ gọi là hợp đồng hợp đồng, tức là tâm hợp đồng, chữ hợp đồng giữa tâm và thuộc tánh, ngài dùng chữ hợp đồng. Nhưng mà rất là vui là ngày xưa chúng tôi học thì chúng tôi lại không có sách chữ này, và chúng tôi học chữ này tại vì cái tiếng Việt ở đại miền Nam trước Long nó chữ hợp đồng nghĩa là giao kèo. Ví dụ như một cái contract, một cái ước gì, một contract đó, chúng ta gọi là một hợp đồng. Nhưng mà hiện tại bây giờ ở Việt Nam đó, thì người ta dùng chữ hợp đồng này đó, theo cái cách mà ngài thực sự ngài dùng. Và ví dụ họ dùng ở trong cái chiến thuật của các lữ đoàn, họ phối hợp như là phối hợp của pháo binh, của thiết giáp, của bộ binh, của không quân, thì ta gọi là đánh hợp đồng, tức là kết hợp với nhau để cùng ra quân và cùng nhắm vào một cái chiến thuật nào đó gọi là đánh hợp đồng. Thì chữ hợp đồng bây giờ đó nó lại gần với chữ hợp đồng này thực sự là gì? Tác nữa chúng tôi sẽ nói thêm về những cái sự sai biệt trong thuật ngữ của Cổ Văn và Kim Văn. Nhưng mà thứ gì khi mà nói một tâm có bao nhiêu thuộc tánh, một tánh có bao nhiêu tâm đó, thì nó lại hé lộ cho chúng ta những cái mảng rất là quan trọng của thắng pháp. Ví dụ như là đắc đạo chứng quả, thì một người bình thường quan niệm rằng một cái chứng quả đó, như trong Phật giáo Bậc Đông Tây Tạng đó, thì họ dùng cái chữ gọi là Om Mani Padme Hum, họ dùng cái câu chú là cái viên ngọc ở trong hoa sen, và chữ Om tượng trưng cho sự hợp nhất này. Thì họ quan niệm rằng cái cao điểm, cái đỉnh điểm của sự giác ngộ đó là một cái sự hợp nhất giữa đại bi và đại trí. Nhưng mà trong thắng pháp đó, thì nói rằng gọi là những cái thuộc tánh vô lực Phật như là bi và tuyệt thì không thể có ở trong tuệ giác. Dạ, không tuệ giác. Tuệ giác không phải là một sự kết hợp giữa đại bi và đại trí. Bởi vì rất là đơn giản là đại bi thì lấy chúng sanh làm đối tượng. Dạ, lấy chúng đối tượng trong lúc đó. Tuệ giác đó là lấy niết bàn làm đối tượng. Dạ, tông đạo xuyên thế biết cảnh niết bàn chứ không có lấy chúng sanh làm đối tượng. Thành ra ở trong tâm đạo tâm quả thì không có vô lượng Phật. Thì chúng tôi lấy từ một thí dụ để chúng ta hiểu rằng tại sao khi mà mình học về thắng pháp đó, nó có những cái tinh tế và nó có những cái sự chính xác mà chúng ta không thể nói càng, chúng ta nói trên viện lập luận, trên viện lý thuyết được. Mặc dù một cái người học Phật bình thường á thì nghĩ rằng quả thật là kỳ diệu khi mà chúng ta nói là Om Mani Padme Hum là một sự hợp nhất giữa đại bi và đại trí. Nhưng mà thắng pháp thì nói rằng ở trong đại giác thì không thể vừa lấy niết bàn làm đối tượng vừa lấy chúng sanh làm đối tượng. Thành ra trong đại giác thì không có bi hoặc tùy hỷ. Và giờ ở đây chúng ta nên hiểu rõ là vấn đề đó nó rất là trực diện lý thuyết. Rồi thưa quý vị, chúng tôi muốn nói qua phần ngữ và nghĩa đó. Giờ đại chúng tôi nói từ ban đầu là nếu mà quý vị nào làm quen với nền Phật học Hán ngữ thì ngày xưa trong Pháp Tướng Đông hay là di thức của ngài Huyền Trang và ngài An Thế Cao
thì đều dùng cái chữ gọi là tâm vương và tâm sở. Dạ, tâm vương và tâm sở. Đại khái là cái ý niệm này đó, nó dựa trên một cái thí dụ là tâm giống như một triều đình. Giống như chúng ta nói là nhà Lý, Đinh Lê, Lý Trạch, và tâm vương giống như một vị vua. Vị vua là vị nhân chủ, là cái vị đóng vai trò chủ vị, và quân thần, các vị thượng thư, như là binh bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư, các vị ngự sử, các vị quan nhiếp chính mật, đó là những cái vị cận thần. Và những vị cận thần này cùng với nhà vua tạo nên một triều đình. Thì cái vị vua được thí dụ cho tâm, và những vị cận thần ví dụ như là cột cánh. Và thành ra họ dùng cái chữ là tâm vương và tâm sở. Tâm vương tức là cái tâm chủ đạo, tâm chủ vị, và tâm sở là được xem như là cái thuộc cánh. Ý nghĩa này không có sai, ý nghĩa này rất là chính xác khi mà chúng ta nói về tâm và thuộc cánh. Nhưng mà trong cái quan về thưởng thức ở bên ngoài đó, thì cái chữ tâm sở đó và tâm vương đó, nó có thể làm cho người ta ngộ nhận là đó là hai chữ tâm. Là cái đâu gọi là tâm hết. Ví dụ chúng ta nói là tâm vương, tâm sở, thì họ tưởng đó là tâm A hay tâm B, thì cái chữ tâm đó có thể làm cho người ta hiểu sai. Dạ, ta hiểu sai đi. Thì về sau này ngài chỉnh sự đó, thì thưa quý vị, ngài không dùng cái chữ tâm, tâm sở, mà ngài dịch là tâm và sở hữu tâm. Dạ, sở hữu tâm, cái sở hữu tâm mình tạm gọi là như vậy, là mình nói rằng ông A và B, mình nói ông A và B, để hiểu về ông A và B thì ta hiểu rằng người đó vợ là như vậy, có con là như vậy, có học vị là như vậy, có tài sản là như vậy, vân vân. Cái gì mà nó thuộc về người đó thì nó tạo nên cả một con người rồi đó. Và người đó không phải chỉ có một người mà còn có những thứ liên hệ thuộc về. Thì về chữ này là do cái sự lựa chọn của ngài tịnh sự. Nhưng mà ở trong cái tiếng Việt á, mà nói thường thức đại loại bên ngoài cái chữ sở hữu, như quý vị nghe từ tòa Pháp Đăng hay là đòi từ siêu đơn chỉ nói là sở hữu tầm, sở hữu tứ, vân vân, thì cái chữ sở hữu mà ở trong tiếng Việt Nam của chúng ta đó thì có nghĩa là làm chủ. Nó như một động từ và là một danh từ. Và ví dụ như nói sở hữu tầm thì trong tiếng Việt nghe nó lộn xộn lắm. Và hay là sở hữu niệm, sở hữu tính, mà bằng cái chữ sở hữu á, chúng ta ít bao giờ hiểu như vậy. Thật ra ở đây chúng tôi không có chọn cái chữ sở hữu, và trong giáo trình này chúng tôi chọn chữ thuộc tính. Và vì nó học trong tiếng Anh đó, thì chúng tôi phải dùng cái chữ attributes. Và attributes tức là những cái hợp chất, những cái thành tố, những cái gì đó mà nó tạo nên bản chất, chúng ta gọi là thuộc tính. Chúng ta dùng trong tiếng Anh chữ attributes thì tương đối là nó chỉ thuộc tính, nó lại dễ hiểu, nó lại gần thân. Và do vì công bố pháp chân đế đó, thì chúng tôi dùng chữ tâm, thuộc tính, sắc pháp và niết bàn, chứ chúng tôi không có dùng chữ tâm, sở hữu tâm hay là tâm vương, tâm sở ở trong cái giáo trình này. Bây giờ thưa quý vị, phần tiếp theo mà chúng tôi nói hôm nay đó, nó nằm tại một chút, nhưng mà cũng phải trở lại đây trong bài học này để lưu ý tiếng Việt khi mà vào phần tỉnh. Mà chiến lược đó, những danh từ mình chuyên môn thì thứ vì chúng ta phải xài rất là nhiều chữ Hán. Chữ Hán Việt, tại vì lý do là chữ Hán Việt đối với tiếng của chúng ta nó cô độc. Và nếu mà chúng ta không dịch từ xài, không xài danh từ Hán Việt đó, thì có những cái rất là khó dịch. Ví dụ chữ marketing, marketing chúng ta dịch là tiếp thị, hay là nói là software chúng ta dịch là dữ liệu.
những cái từ đó thì rất gọn, rất hay. Tuy nhiên, một vấn đề mà nó khó khăn, đó là ở trong chữ Hán đó, thì có cách hiểu theo Kim Văn, Cổ Văn. Kim Văn là hiểu bây giờ và Cổ Văn là hiểu theo ngày xưa. Đây là vấn đề, và đây là vấn đề của những vị dịch thuật. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là chữ Hoa Nghị, và chữ Hoa Nghị nó là một cái chữ rất là trang nhã, nó rất là đẹp ở trong ngôn ngữ tiếng Việt. Chúng ta giống như quý vị cũng dường cái gì cho ta bảo những Phật tử khác cùng Hoa Nghị, nhưng mà chữ Hoa Nghị mà trong chữ Hán bây giờ trong Kim Văn á, nó là không mang ý nghĩa đó. Mà chữ Hoa Nghị, chữ Hoa Nghị đó ở trong chữ Hán bây giờ nó là nghĩa xấu. Và ví dụ như là mình, nó nghĩa tiêu cực, ví dụ như là mình quá ham hố cái gì đó, đó là chữ Hoa Nghị. Còn trái lại cái chữ Khoái Chí, chữ Khoái Chí mà trong tiếng Việt thì nghe cũng nó thô, nhưng mà trong chữ Hán chữ Khoái Chí nghĩa là sự sảng khoái. Như là chúng ta nghe ông Đoàn Trung Còn dịch kinh nói là Đức Phật nói như vậy, ông Xá Lợi Phật lấy lòng khoái chí mà bạch ra. Tức là nếu mà chúng ta là trong tiếng Việt là tâm dịch là Ngài Xá Lợi Phật lấy lòng khoan nghĩ mà bạch ra, thì cái chữ khoan nghĩ đó là chữ khoái chí đó, tiếng Việt và chữ Hán hiểu khác nhau. Thì đây là vấn đề của những cái thuật ngữ ở trong cái mà chúng ta gọi là chúng ta gọi đối với thổ tánh của tâm. Cái chữ mà quý vị nghe ở tại đây là chữ phóng dật, và chúng ta lấy hai cái thí dụ đó. Chữ phóng dật thì chữ phóng dật mà theo cổ văn á thì có nghĩa là dao động, phóng là ném tung, và như là một cái đống tro, thì khi mình ném vào thì nó bụi nó bay, tro nó tung lên, đó là phóng dật. Chữ nó dùng chữ thạch chát, thì Ngài Tịnh Sử Đức Ngài lại dùng cái chữ phóng dật theo cái nghĩa của cổ văn. Nhưng mà Hòa Thượng Minh Châu á, thì Hòa Thượng dùng cái chữ phóng dật để chỉ cho sự buông thả. Sự buông thả ở đây tức là gọi là giải đãi hay là dễ vui. Thí dụ như phóng dật là không, không phóng dật, không chết vân vân, thì cũng dùng cái chữ phóng dật và chữ Hán, nhưng mà hai ngày, một ngày là văn và ngày ý nghĩa là cổ văn. Thành ra dật mà chúng ta thầy ở tại đây nó có vấn đề lắm. Và giống như là si vô vô ý phóng dật, thì chữ phóng dật ở không có nghĩa là giải đại, mà chữ phóng dật ở đây có nghĩa là và một chữ khác đó, mà Ngài Tịnh Sự và Hòa Thượng Minh Châu cũng sử dụng mà nó rất là thường và rất là trái chống với nhau, rất khác biệt, đó chữ tác ý Madhasika đó. Đúng rồi, gọi là dịch một cách đề huề á, thì Madhá là ý, Madhasika đó tức là tác ý, dịch là được rồi. Nhưng mà cái chữ tác ý mà bây giờ người ta sai đó, thì người ta xài để chỉ cho chủ tâm tạo tác, hay là Chetana. Chetana chúng ta là tư tâm sở hay là thuộc tính tư. Ví dụ như là quý vị lấy 100 đồng cúng vào trong chùa, và quý vị nói rằng trong 100 đồng này có 50 đồng để cúng vào việc in kinh, 50 đồng cúng vào việc trai tăng, thì cái đó gọi là mình gọi là có cái tác ý là để làm cái gì đó. Thì tác ý gọi là chủ tâm, tác ý gọi là chủ tâm. Nhưng mà chỉ tác ý mà xài ở trong bản dịch của Ngài Tịnh Sự đó, và dịch đúng thì chữ Manasikara đó, thì nó có nghĩa là như vậy, mà nó có nghĩa là focus. Focus ở đây tức là một cái sự tập trung. Người ta lấy một ví dụ là mình cầm một cái bánh bao rất là to,
mình không thể bỏ nguyên cái bánh bao vào trong miệng mình nhai ngoan ngoan được, mà mình phải cắn, mình phải cắn một miếng, và khi mình cắn một miếng mình chọn một chỗ nào đó mình cắn, chứ phải là mình mở miệng ra mình đẩy nguyên bánh bao vào trong miệng. Thì cắn một miếng nào đó thì cái đó gọi là Manasikara, tác ý. Hay là bây giờ ở trong cái gọi của mình đó, nguyên cả một bức tranh hiện lên, ở trong một bức tranh hiện lên đó thì nó có một vài điểm mà chúng ta muốn muốn nhìn vào, giống như một cái bảng hiệu hay là một cái vạch kẻ để phân làng của đường chạy vân vân, hay là một cái hoa một bên đường, thì lúc đó chúng ta có cái focus trong một cái toàn cảnh rộng lớn mà mình có cái focus như vậy là Manasikara, là tập trung. Quý vị thấy chữ tác ý không, mà chữ Manasikara mà chúng mình dịch tác ý nó hoàn toàn có ý nghĩa khác nhau. Thật ra chúng tôi thưa rằng khi mà đi vào trong cái thuật ngữ của Thắng Pháp, và nói chung là thuật ngữ Phật học á, mình Hán Việt đó, thì có rất là nhiều cái lấn cấn trái chống ở trong cách dùng dùng từ vựng của ngày xưa và bây giờ của Kim Văn và Cổ Văn, ngay cả trong tiếng Việt Nam mà chúng ta mấy chục năm thôi chưa biết gì. Nhưng mà chữ vô tư chẳng hạn, chúng tôi nhớ là hồi mình còn nhỏ vào chùa đó, đời sống vô tư chúng ta chỉ cho sự hồn nhiên, sống không có lo âu, không có phiền muộn, không có cái tâm không có tính toán, gọi là vô tư. Còn bây giờ ở Việt Nam dùng chữ vô tư là ở đây nó rẻ lắm, ăn uống vô tư, cứ ăn uống thoải mái đi. Ăn uống không có cần phải về tình, không có suy nghĩ. Cho nên cũng nó mấy chục năm thôi, chữ nó khác nhau, thì đừng nói chi là cái dùng từ ngữ của Kim Văn và Cổ Văn. Và chúng ta phải nói phần lớn cái phần lớn những cái từ vựng Phật học Hán Việt đó, thì nó chịu cái khung định nghĩa của Cổ Văn nhiều hơn Kim Văn. Và những vì sao này họ tiếp xúc với cái ngôn ngữ hiện tại bây giờ thì họ xài Kim Văn nhiều hơn, chứ thực sự là Cổ Văn. Như chúng ta nghe các vị học hay nói là chữ tiểu tâm, ngày xưa là tiểu tâm nghĩa là con người hẹp lượng, hẹp hòi, nhưng bây giờ người ta dùng chữ tiểu tâm có nghĩa là cẩn thận, và cẩn thận nên để ý, đừng có lơ là, mà nên thành ra cái chữ tiểu tâm nó cũng xài hoàn toàn khác, chứ quý vị. Trong cái từng vựng Phật học chúng ta phải để ý chuyện đó, nó có nhiều vấn đề lắm. Thì bây giờ nói tóm lại là trong ngày hôm nay đó, bài học về Thắng Pháp chúng ta nói về một cánh của tâm. Khi mình đi vào chương này thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng có nhiều người cảm thấy rất là ngán, ngán khi mà người học càng ngày mình càng phải nhớ nhiều từ vựng, mang nhiều khái niệm mới. Nhưng mà trên một phương diện nào khác đó, những cái bài học như vậy nó mang chúng ta lợi ích rất lớn, và lợi rất lớn về phương diện khái niệm và một số những cái mà chúng ta gọi là ôn nhắc lại. Ví dụ như là mình đã học về ba cái tâm bất thiện là tâm tham, tâm sân, tâm si, nhưng khi ta học qua thuộc tánh của tâm đó, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tâm bất thiện. Và đây là chúng ta đào sâu vào những chúng tôi có nói PDV Phật tử là cũng một cái định nghĩa về tâm, nhưng mà khi chúng ta mới học về tâm á, chúng ta hiểu khác. Chúng ta học về thuộc tâm, những thuộc tánh á, chúng ta hiểu thêm nữa. Và khi mà chúng ta học về cái diễn trình của tâm thức, diễn trình tâm á, thì chúng ta lại hiểu thêm nữa. Học về người khởi nghiệp chúng ta hiểu thêm nữa, thì càng lúc đó càng có nhiều lợi lạc cho chúng ta. Thưa quý vị, đó là vài điểm mà chúng tôi muốn đề cập. Và bây giờ thì quý vị quan nghĩ là ngày hôm nay đó, thường thường xuyên thì tôi bệnh, thành ra thường thường sau cái bài nói chuyện về Thắng Pháp với Thâm đó, thì chúng tôi thỉnh thường xuyên lại có nói thêm về đề tài này, nhưng mà hôm nay không có thường xuyên do bị tắt
có một vị hỏi tác ý về và cái gì về, có một vị hỏi tác ý về hai chữ sau chúng tôi đọc không được tiếng Việt, có vị nào cho chúng tôi cái dấu được không? Dụng ý hả? Ờ, tác ý và dụng ý. Dạ, dạ, quý vị, dạ, như chúng tôi nói đó là cái chữ tác ý, mà nếu mà nói theo thường thức ở bên ngoài thì nó cũng gần giống như dụng ý vậy đó. Dạ, ví dụ như quý vị lên chùa, quý vị cúng cho 100 đồng, rồi quý vị có cái tác ý là trong đó cúng 10 đồng bệnh kinh, 10 đồng để tái tăng, 10 đồng để làm phước từ thiện, 10 đồng để lo cái việc cắt cỏ của chùa, thì cái đó là dụng ý và tác ý đó. Dạ, nhưng mà chỉ tác ý mà ở trong thuật ngữ thì ý nghĩa khác. Thế nên nó có trường hợp gọi là giống với những trường hợp gọi là khác. Dạ, chứ nó không hoàn toàn giống nhau. Cái hiểu cái nghĩa thì chúng ta phải hiểu cái ngữ cảnh, chúng ta hiểu cái mặt văn, hiểu cái chỗ đó mình dùng ở chỗ nào thì nó rất là quan trọng. Có trường hợp thì là hai cái nó dùng giống, có những trường hợp hai cái nó không giống. Bây giờ thì quý vị có thể chờ chút một chút nhé. Hôm nay chị Tăng có vị nào đang có mặt ở trước máy, giờ này thấy có đại đức, có sự tỏ đang thượng tọa pháp đăng lên, thượng tọa có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe rõ không? Nếu thượng tọa pháp đăng, thượng tọa đang trước máy và nghe được, xin thượng tọa có thể trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa pháp đăng, thượng tọa có trạng vấn đến đâu không? Thượng tọa pháp đăng khi mà chúng ta học vào thánh pháp thì riêng về phần thuộc tánh thì chúng ta thấy rằng có những cái thuộc tánh gọi là tự tha, tức là nó đi với thiện thì nó là thiện, mà đi với bất thiện thì nó là bất thiện. Ví dụ chúng ta nói tầm tứ, hay là xúc hay là thọ chẳng hạn, thì có thể giải thích là ở trong cuộc sống này đó nó có những cái thứ mà gọi là trung tính, nhưng mà từ chỗ trung tính này đó khi mà nó đi với thiện thì nó ra thiện, đi với bất thiện thì nó ra bất thiện. Thì nếu trong cái đời sống hàng ngày chúng ta nên làm thế nào đó mà vận dụng được những điều này để nó trở thành thiện như chúng ta muốn. Ví dụ bây giờ mình nói năm chi thiền, tập trí di đạt định, nó đều nằm ở trong cái thuộc tánh biến hành hết. Nhưng mà tại sao trong đời sống hàng ngày nó có mà chúng ta không phát huy được? Mà có những trường hợp mà có những vị dùng những điều đó rất là diệu dụng lại xài được. Thì theo tôi nghĩ rằng chúng ta làm thế nào mà những cái thuộc tánh tự tha đó, những thuộc tánh tốt, và nó có một cái sự áp dụng một cách rất là thực tiễn, rất là lợi lạc trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Kính thưa thượng tọa pháp đăng, alo, quý vị có nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì nếu mà nói về cái thuộc tánh tự tha đó, thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói về cái thuộc tánh tự tha này là một cái điểm cũng rất đặc biệt. Đặc biệt là ở dưới góc độ là các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán đó thì vẫn có những cái tâm, là những cái tâm sở. Ví dụ như đôi nhãn thức, đôi nhĩ thức, đôi tỷ thức, đôi thiệt thức, đôi thân thức, hay là những cái tiếp thu nó vẫn có, hay là cai ý môn, cai ngũ môn nó vẫn có. Để chúng ta hiểu rằng những cái thuộc tánh, những cái tâm tự tha và những cái sở hữu tự tha, những đây mà chúng ta gọi là tâm 18 tâm vô nhân nhé, chúng ta hiểu rằng
những cái thuộc tánh tợ tha đó, nó sanh trong những cái tâm vô nhân. Để cho chúng ta biết rằng những cái vị A-la-hán đó, những vị A-la-hán chánh đẳng giác, A-la-hán độc giác, A-la-hán tinh văn giác đó, thì các ngài đó cũng vẫn có mắt, tai, mũi, lưỡi, nhưng mà vì ngài hết cái tâm phiền não, nên cái tâm nó vẫn còn, nhưng mà cái những cái tâm tham, tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si không có, nhưng mà cũng có, nên thường thường mình gọi là phiền não niết bàn. Nhưng mà ngũ quẩn còn thì sắc quẩn thì vẫn có những cái đôi nhãn thức, là đối với cái thần kinh nhãn, đôi nhĩ thức thần kinh nhĩ, đôi tỷ thức thần kinh tỷ, đôi thiệt thức thần kinh thiệt, đôi thân thức thần kinh thân, để cho mình hiểu rằng những cái tâm nhãn thức nhĩ thức tỷ thức này nó vẫn còn sanh khởi đối với những cái sắc thần kinh, nó vẫn còn sắc quẩn vẫn còn, thì thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn vẫn còn. Và khi mà chúng ta nói đến những cái tâm, những cái sở hữu tờ tha, 13 sở hữu tờ tha đó, như là 7 sở hữu biến hành, xúc thọ, tưởng tư, định mạng quyền, thắc ý, hay là 6 sở hữu biến cảnh, tầm tứ, tăng giải, cần nghĩ dục đó, thì chúng ta biết rằng những cái tâm này đó, nó vẫn sanh ở trong những cái tâm duy tác của các vị A-la-hán. Và những cái tâm này đó, nó cũng sanh trong rất là nhiều thứ tâm thiền, sắc hoặc là thiền vô sắc, nó vẫn có những cái thuộc tính tâm này. Đây một điểm chúng ta cũng cần phải nhớ. Còn khi mà nói đến ví dụ như mình nói đến vì chúng ta biết 13 sở hữu tờ tha mà chúng ta chia làm 7 sở hữu biến hành và 6 sở hữu cảnh đó, thì nó có với 121 cái tâm. Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta thấy rằng xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý đó, nó đều có trong 121 tự tâm, có nghĩa là tâm nào cũng có những cái tâm sở này. Còn những cái tâm sở mà thuộc biến hành là như vậy, còn sâu biệt cảnh đó, là từ tầm tứ cần nghĩ dục đó. Thì là những cái thuộc tính này nó chỉ sanh theo một số những cái tâm mà một số tâm nó không có, thì chúng ta hiểu như vậy. Bởi vì sở hữu tầm nó hợp được 55 thứ tâm đó, thì đó trong đó thì 54 thứ tâm nó trừ ra ngũ sông thích, 11 tâm sơ thì hợp sở hữu tầm, sở hữu tứ thì thêm nhị thiền hợp sở hữu tứ. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng những cái thuộc tính của tâm và tâm sở đó, thì nó có những cái tâm gọi là vô nhân, rồi tâm sở nó có những cái tâm sở tờ tha. Rồi ở đây chúng ta thấy rằng có một điểm nữa là khi mà nói đến như vậy đó, thì mới biết rằng Đức Phật ngày nói về những cái bất thiện ở trong quá khứ mình có hay không đó, mình có như thế nào đó, thì đối với những chúng sanh họ không có chứng ngộ được, không phải là thánh không trả lời được. Đức Phật đó trình bày cho, vì thường thường chúng sanh vẫn có tâm, thì chúng ta thấy rằng những người họ đi lý luận họ cũng vẫn có tâm biết cảnh, nhưng mà họ không phân biệt được. Đối với Đức Phật đó, thì ngài phân biệt từng ly từng tí như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói về những cái tâm đó, thì chúng ta thấy những cái tâm thiện dục giới đó, nó vẫn có 13 sở hữu tợ tha. Vì chúng ta hiểu rằng cái sở hữu xúc đó, thì tâm nào cũng có. Tâm nào cũng có cái sở hữu xúc thọ. Sở hữu thọ là thọ quẩn, sở hữu tưởng là tưởng quẩn. Rồi còn lại những cái tâm sở mạng quyền tác ý đó, nó đều là hành quẩn. Như vậy đó, thì chúng ta hiểu rằng một cái tâm nó sanh lên thì nó có những cái tâm sở đồng sanh, nhưng mà ở phương diện nói đến những cái tâm vô nhân, để chúng ta hiểu một điều là các vị A-la-hán vẫn còn cái chủ, thì ngài sử dụng những cái tâm này và những cái sở hữu này trong cái việc thấy nghe mà thường nhật, hoặc là thấy nghe thì ngài sẽ dùng những cái tâm duy tác, những cái tâm duy tác là tám tâm duy tác dục giới, hoặc là chín tâm duy tác đáo đại, đó là những cái vị A-la-hán. Như vậy thì nói chung phàm phu của chúng ta đó, thì chúng ta chỉ có thể sử dụng được
Nếu mà chúng ta chưa chứng thiền, chúng ta chỉ sử dụng được 8 phong thiện nghiệp giới, hợp trí, ly trí, mình gọi chung là 8 phong thiện nghiệp giới để mình làm việc thiện thôi. Ví dụ mình bố thí cũng bằng tâm thiện nghiệp giới, hay là trì giới cũng tâm thiện nghiệp giới, hợp trí đó. Rồi tu thiền, là tu thiền chỉ hay thiền quán, hay là mình cung kính, hay mình phục vụ, hay mình hồi hướng phước, hay mình tùy hỷ phước, hay là mình thính pháp, pháp, hay là cải chánh tri kiến, thì cũng là tâm thiện dục giới tình não này thôi. Và nói như vậy để làm sao mà chúng ta có thể sanh lên được những cái tâm sở tốt này. Khi nào chúng ta có tâm tốt thì có tâm sở tốt của gì? Cái thuộc tánh của tâm thiện thì nó đi với những cái sở hữu tình não. Còn khi mà chúng ta có những cái tâm bất thiện thì những cái tâm sở tự tha nó vẫn đi theo. Nó mình đoạn vẫn là trình bày ngũ quẩn, cũng như chúng tôi nói xúc là sở hữu xúc, thọ là thọ quẩn, tưởng là tưởng quẩn, rồi xúc thọ tưởng tư mà quyền tác ý đó nó đều là hành quẩn. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng một khi mà chúng ta khởi lên cái tâm bất thiện đó, sao chúng ta thấy mà chúng ta không có tác ý? Bởi khi mà chúng ta thấy cái tâm cái lộ ngũ song thức á, nếu mà chúng ta nói về cái lộ ngũ song thức là nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức á, thì những cái lộ này thì có hộ kiếp dự quan, hộ kiếp trung tận, kiếp dứt dòng, rồi khai môn là khai mở cho năm môn, nhãn môn sanh khởi, hay là nhĩ môn, tỷ môn, thân môn, rồi tiếp thu mình gọi là tiếp thu cái cảnh sắc đó, là quan sát cảnh sắc đó. Rồi tới đón định cũng là cái tâm khai tí môn làm việc, đón định mà lo ngủ. Thì lúc bây giờ mình nếu mà mình gọi là không khéo thắc ý đó, cái ý mình không khéo thanh tịnh đó, thì lúc bây giờ mình khởi lên cái tâm bất thiện, gọi là không như lý tác ý, không khéo dụng tâm đó, thì những cái tâm vô nhân đó nó nối với cái tâm bất thiện, nó gọi là động lực bất thiện. Thường thường thì chúng ta thấy ở trong thập nhị duyên gọi là thọ đó, thọ duyên cho ái đó, là muốn nói đến thọ duyên cho tâm tham, mà thọ đó là cái quả hiện tại, ái là cái nhân hiện tại, đó là cái động lực bất thiện. Cái nhân bất thiện này nó cho ra cái quả dị thục trong tương lai, là mình phải tâm tham, mình phải còn tái sanh trong cõi dục, cõi sắc hay cõi vô sắc. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật thì ngài trình bày để chúng ta biết rằng chúng ta khéo tu tập thì chúng ta có mắt thấy, mình có chánh niệm để nhìn thấy đây là mắt, đây là cảnh sắc, đây là nhãn thức. Mình tập nó như vậy nó trở thành quen. Mình tập như vậy trở thành quen để mình gọi là mình thấy theo cái pháp của Đức Phật thôi, chứ mình không thấy theo lời dạy của Đức Phật là mỗi chúng sanh nó có tốt xấu đó là do cái nghiệp thiện ác. Của một chúng sanh xấu đó, đời này mà sanh ra xấu xí đó là do cái nghiệp bất thiện. Mình nhìn như vậy, nếu mình có chánh niệm thì mình nghĩ rằng chúng sanh này tạo cái nghiệp bất thiện nên thân hình bị cùi củi hoặc là tàn tật. Thì mình thấy, mình nghe như vậy đó, mình tập hoài như vậy đó cũng gọi là chánh niệm, để thấy, nghe, ngửi, nếm được. Thì mà khi mình khéo như vậy đó, thì gọi là có tâm thiện sanh lên. Khi nó sanh có lẽ, nhưng mà khi mình nói tâm khéo thì đó là nó qua cái tâm thiện rồi. Không có tin nhân quả hay là do Thượng Đế thượng lên thì mình không thấy cái đó được. Và mình chỉ thấy cái tác ý khéo là cái tuệ nó sanh khởi để cho mình phân biệt nhân quả theo lời dạy Đức Phật. Thấy nghe nghĩ đúng được như vậy, thì nếu mà mình tập hoài như vậy đó thì cái sự tu tập đó, là chúng ta hiểu rằng mắt thấy, mình thấy, rồi khi nó tiếp nhận cảnh sắc đó. Nói như vậy thì quý vị biết thường thường đó, ở trong cái ví dụ pháp có nói rằng cái lộ ngũ môn đó, ngũ thứ tư lộ ý khởi. Mình định dịch, danh định, định dạng, định hình, rồi mình tới cái lộ ý thì nó mới thật sự là nói đi đó, thì thiệt hay bất thiệt đó. Như vậy thì khi mà mình tập như vậy hoài đó thì mình sẽ có được cái thiện pháp. Còn nếu mà không tập như vậy đó thì mình thấy mình khởi lên tham hay sân hay là si,
thấy nghe nghĩ đến đụng nó vừa lòng mà không vừa lòng đó, mình gọi là cái tâm mình còn phản ứng thượng nghịch đó. Theo lời dạy Đức Phật trong cái trường bộ kinh mà ngày một cái vị tỳ khưu khi nghe hay là thấy hay là ngửi một niệm hay xúc chạm đó mà cái tâm thuận nghịch là thuận là tham mà nghịch là sân mà không biết là si, khi mình biết như vậy đó thì mình không có bị phản ứng thuận nghịch mà chỉ thuần là cái nhìn thấy nghe nghĩ đến đụng mình tập biết trở thành quen như vậy đó, nó trở thành cái sự tu tập quen. Như vậy thì đây là cái điểm mà mình có thể làm được với những cái tâm thiện và những cái sở hữu tịnh, những cái sở hữu thở tha, nó sẽ sanh lên tiếp theo là cái sở hữu tịnh não, như là tính niệm tàm quý vô tham như sân hình xả đó, tịnh thân tịnh tâm tịnh thân tịnh tâm vô tâm đích thân đích tâm thuần thân thuần tâm chánh thân chánh tâm, nó sẽ sanh theo những cái động lực thiện, mình gọi là suy nghĩ đúng đắn đó, này gọi là những cái tính niệm đó nó sẽ có. Mình nếu mình nói lúc bây giờ mình có cái chánh niệm nên mình suy xét theo cái cách mà Đức Phật ngày dạy, mình không khởi lên cái sự vừa lòng hay không vừa lòng, mình chỉ có những pháp nó sanh khởi và mình có cái chánh niệm tỉnh giác, mình có lòng tin với lời dạy Đức Phật dạy cho mình tu tập như vậy. Như vậy thì mình chỉ có khả năng để làm như vậy theo lời dạy của Đức Phật cho đến khi nào thuần thục, để những cái thấy của mình nó trở thành đúng đắn và mình có thể áp dụng những cái đề mục tu tập để mình có thể vượt lên được hơn nữa, mình chứng đắc đạo quả. Còn nếu mình chỉ thường thấy theo cái phân biệt đó thôi, nó thấy nghe mà theo phân biệt đó, nó cũng là cái phương pháp tu tập, nó cũng là cái phương pháp tu tập. Cho đến một lúc nào đó chín mùi đó thì mình sẽ thấy rằng chỉ có những cái pháp hiện khởi do cái thiện pháp nó mang lại cái kết quả tốt đẹp, rồi do cái sự phóng dật hay là cái sự hiện khởi của tạp pháp mà tương ưng với bất thiện, khi thấy nghe nghĩ đến đụng như vậy, người này sanh ra khổ đau, sanh ra những cái thương ghét, giận hờn, si mê, mình sẽ hiểu được các cái thuộc tính pháp nó hiện khởi như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa đó thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa trở lại, nếu cái gì cần nói thêm thì thỉnh thượng tọa trở lại. Cái trường hợp chú Pháp trước máy và có nghe được không? Nếu để thuộc tính nghe được, xin thỉnh để được tính hoa thị trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi cho Phật giáo. Để giác tính, hôm nay chúng ta học về thuộc tánh của tâm. Và ở trong thuộc tánh của tâm thì nói rằng tất cả tâm nó đều là một sự tốt. Một cái tâm đơn giản nhất như ngũ sông thức ấy, thì cũng là có bảy thuộc thuộc tánh biến hành, bảy thuộc tánh biến hành. Và nói chung trong pháp hữu vi đó, dù sắc pháp hay nhập thì không có sắc pháp nào mà thiếu một ở trong bốn đại chúng, không có tâm pháp nào mà thiếu thọ tưởng hành thức. Nói chung là tất cả pháp hữu vi đó nó đều là một sự kết hợp tốt của nhiều thành tố, chúng ta gọi là sự hùng hợp. Hùng hợp tức là có cái này cái kia, chứ không thể nào có một cái đơn lẻ được. Thì khi mà chúng ta nói sự kết cấu như vậy, chúng ta nói một sự hùng hợp như vậy đó, thì điều đó nó có ý nghĩa gì với người học Phật, với người tu Phật? Xin thỉnh ý kiến của đại chúng phân tích. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính lãnh lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Tri, cùng chư tôn đức tăng kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Ở trong câu thảo luận số 2 này hỏi rằng theo thắng pháp thì tất cả hiện tượng của pháp của vi đều cấu kết bởi nhiều cái thành phần tốt. Do vậy mà chúng ta gọi là cái sự hùng hạp.
điều này có ý nghĩa gì với cái người tu Phật? Thì kính thưa quý vị, thật sự ra khi mà chúng ta học về Phật pháp, nhất là chúng ta học về những cái phụ tánh, chúng ta học những cái phụ tánh này, thì nó đem lại cho chúng ta có một cái sự lợi ích là chúng ta biết được những cái pháp nào mà nó thuộc về bất thiện, những cái pháp nào nó thuộc về thiện. Và khi mà chúng ta biết được như vậy rồi đó, thì chúng ta còn biết được là những cái nguyên nhân nào mà nó làm cho cái pháp đó trở thành cái pháp bất thiện, hoặc là những cái nguyên nhân nào mà làm cho những cái pháp đó nó trở thành cái pháp thiện. Thì ở đây do chúng ta có học về cái điều này, cũng như vừa rồi quý vị đã nghe trình bày về 13 cái sở hữu tự tha. 13 cái sở hữu tự tha này nó rất là ngộ, nếu mà nó đứng riêng một mình nó chỉ là trung tánh thôi, có nghĩa là nó không thuộc về thiện mà nó không thuộc về bất thiện, giống như là vô ký vậy đó. Nhưng mà hãy mà nó có mặt ở trong, hãy mà nó sanh ở trong tâm bất thiện thì nó trở thành cái thuộc tánh bất thiện. Mà hãy mà nó sanh ở trong những cái tâm tịnh hảo, những cái tâm thiện, những cái tâm tịnh hảo, thì nó sẽ trở thành cái thuộc tánh thiện hoặc là tịnh hảo. Thì khi mà chúng ta học về vi diệu tạng thì chúng ta mới biết được những cái điều này. Vậy thì khi mà chúng ta biết được những cái điều này rồi đó, thì tùy theo người, thì người ta sẽ suy nghĩ. Hoặc là quý vị thấy rằng khi mà mình học về, nói về cái tâm, hoặc là chúng ta nói về từng cái sở hữu, hoặc là từng cái tâm, thì quý vị chúng ta mới thấy rằng là ở trong những cái khoảnh khắc mà tâm của chúng ta nó sanh lên, có tâm thì chúng ta sanh lên để mà nhận thức lấy cảnh, cũng như là mình biết cảnh, hoặc là có những cái tâm mà nó sanh lên để cho chúng ta có cái sự mà suy ngẫm, có một cái sự suy ngẫm quý vị. Thì nói chung là điều là cái chữ nó là tâm, là tâm. Nhưng mà một cái tâm đó khi mà sanh lên, thí dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp khi mà cái tâm của chúng ta sanh lên nó có trí tuệ ở trong đó, thành ra chúng ta có cái khuynh hướng là chúng ta tạo những cái thiện pháp. Hoặc là tại sao có những lúc cái tâm của chúng ta sanh lên để mà lúc đó nó làm cái công việc là thí dụ như nó suy nghĩ hoặc là nó suy ngẫm. Quý vị có nhớ rằng Bồ Tát của chúng ta ngày xưa đó, quý vị thấy rằng khi mà Bồ Tát được mà người ta hỏi Bồ Tát mình thì khi mà mình đọc mình mới nghe đó thì mình tưởng rằng là Bồ Tát của mình là một cái nhà tiên tri hoặc là một cái nhà tiên đoán gì đó, nhưng mà thật sự ra không phải. Cũng như cái câu chuyện mà Bồ Tát mà nhìn cái đoạn đường đó đó, Bồ Tát mới nói với cái vị quan đó, là cái đoạn đường này có một cái con voi cái nó vừa đi qua đó. Thì lúc đó cái vị niệm hỏi sao mà Bồ Tát biết rằng là có một cái con voi cái nó vừa đi qua, thì lúc đó quý vị thấy rằng do Bồ Tát nhìn thấy cái đoạn đường đó có phân và nước tiểu của voi nó rơi ở trên đường, nó chung nhau ở trong một cái lỗ như vậy, thành ra Bồ Tát nhìn và Bồ Tát biết cái con voi đó là con voi cái. Hoặc là Bồ Tát nhìn ở bên đây cỏ cũng bị đè xuống, có nghĩa là cỏ nó có những cái lằn mà có những cái con vật lớn nó đi qua, còn ở bên kia đó thì cỏ nó vẫn còn thẳng hàng. Thành ra Bồ Tát mới đoán biết được là có một con voi nó bị chột mắt, nó vừa đi qua.
đó thì mình nhìn vô á thì mình mới nghe đó thì mình tưởng rằng là cái pháp thực à, hoặc là cái thần thông gì, nhưng mà thật sự ra không có. Cái đó là do Bồ Tát của chúng ta nhìn thấy cái sự kiện à, nhìn thấy cái sự kiện đó à, mà phán xét à, biết rằng là à, có một cái gì đó à, nó đã đi qua ở trước khi à, mà mình đi đến đây đó. Thì chúng tôi nói về cái điều này đến chí vị để cho chúng ta biết rằng là ở trong cái tâm của chúng ta nó sanh lên à, đồng thời chúng ta cũng gọi đó là à, cái tâm thiện à, nhưng mà ở trong cái những cái lộ trình tâm hoặc là từ cái tâm nó sanh lên đó, thì chúng ta thấy rằng có cái tâm à, nó sanh lên để chi, để nó suy tư à, hoặc là có những cái tâm à, nó sanh lên à, để mà mình có cái sự chủ ý để mà mình làm những cái việc à, thiện à, mình làm những cái việc thiện mà như ở trong Phật ngôn à, Đức Phật dạy à, chê tá na hăng vít ca quê căm măng quá đa mí, hoặc là chê tá na hăng à, vít ca quê à, si lăng quá đa mí, có nghĩa là có những cái tâm nó sanh lên để chi, để chúng ta cố ý chúng ta giữ giới à, để mà nó thuộc à, về thiện à, có những cái tâm à, nó sanh lên à, để cho à, chúng ta à, tạo những cái à, nghiệp thiện hay là cái nghiệp bất thiện đó, thì chung quy lại à, đều là à, một cái tâm nó sanh lên cái khoảnh khắc à, nó sanh lên vậy à, để có khi á, thì cái tâm nó sanh lên cũng là tâm thiện nhưng mà để à, suy ngẫm à, để suy xét, có những cái tâm đó cũng thuộc về tâm thiện à, mà khi mà nó sanh lên để chi, để mà nó tạo à, một cái thiện nghiệp à, hoặc là à, tạo một cái à, bất thiện nghiệp. Vậy thì khi mà chúng ta biết được à, khi mà chúng ta biết được à, những cái điều này à, thì chúng ta học à, những cái bài kinh này hoặc là chúng ta học về những cái tâm này à, thì để có được cái lợi ích gì à, hoặc là có được cái ý nghĩa gì quý vị. Khi mà chúng ta học như vậy rồi đó thì chúng ta biết được là cái tâm của mình lúc nào mà chúng ta cần phải à, suy ngẫm à, thì chúng ta sẽ suy ngẫm, còn những cái lúc nào à, mà chúng ta à, cần phải tạo phước à, hoặc là chúng ta cần phải à, tránh hoặc là đoạn trừ à, những cái pháp bất thiện đó à, thì lúc đó chúng ta sẽ à, có cái sự nỗ lực à, để mà mình đoạn trừ à, những cái pháp à, bất thiện đó. Thì chính cái do học này à, của mình á, thì lúc đó đó mình mới à, có cái sự mà cố gắng à, mà mình đoạn trừ những cái pháp bất thiện hoặc là mình cố gắng để mà mình tạo à, những cái thiện pháp đó. Thì đây là những cái ý nghĩa hoặc là à, những cái lợi ích à, khi mà chúng ta tu tập à, hoặc là chúng ta học à, về à, những cái bài kinh à, mà nói về à, cái tâm là nó vận hành à, như thế nào. Thì khi mà chúng ta học được à, những cái điều này thì nó có à, những cái lợi ích là như vậy. À, đây là những cái ý con xin được à, đóng góp qua cái câu hỏi mà của thượng tọa à, đã nêu. À, bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Xin thiền đệ tử Công Tính. Siêu Nguyên Thông ơi, Siêu Nguyên Thông có trước mắt là có nghe được không? Nếu Siêu Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh Siêu Nguyên Thông trả lời cho cô thảo luận số 3. Một lần nữa xin hỏi Siêu Nguyên Thông có mặt ở đây. Siêu Nguyên Thông vua, chúng ta thường thấy rằng đa số những quan niệm về tốt xấu thiện ác của các tôn giáo thì dựa trên luân lý đạo đức, nhưng mà khi chúng ta học Phật pháp, đặc biệt là bốn tánh pháp, thì chúng ta thấy rằng tốt xấu nó dựa trên cái cơ sở tự nhiên. Ví dụ như là tại sao si vô tạm bố quý phúc vật thì bất thiện, tại sao tính niệm tạm quý vô tham vô sân vô si hành xã tinh thân tinh tâm, kinh thân kinh tâm du tâm tinh tâm tinh tâm tâm vật, nó thuộc về tịnh hảo. Thì cái bất thiện và tịnh hảo nó đều thuần túy dựa trên chuyện sự tự nhiên hết. Thì theo Siêu Nguyên Thông á, cái việc tốt xấu thiện ác mà nó dựa trên cái tự nhiên, nó có cái tác dụng gì, nó có sự khác biệt gì so với quan niệm tốt xấu dựa trên cái quan niệm về nguyên tâm?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ góp ý cho câu thảo luận số 3, hỏi rằng tốt xấu dựa trên cơ sở tự nhiên có gì khác biệt so với quan niệm thiền dựa trên luận lý tín ngưỡng? À, kính thưa sư phụ, cái điều này thì nếu mình nói trên cái lý đó, thì cái quan niệm tốt xấu thì đó, nếu mà mình đó là một cái lý, cho nên nó chưa có đụng chạm gì đến cái tôn giáo ấy. Là bởi vì trong tôn giáo thì cái điều mà cái quan niệm tốt xấu trên dựa trên cơ sở tự nhiên là con người nói là như vậy, nhưng mà sự thật ra người hành giả cũng như chúng sanh hay là những người tu hành là Phật tử hay là tu sĩ như chúng ta thì là người mà thấy những cái điều mà tự nhiên như vậy thì chúng ta phải theo lời Đức Phật giảng dạy, là những cái điều xấu như vậy mà nếu mà chúng ta rớ vào hay là chúng ta sử dụng nó thì nó sẽ đưa chúng ta đi vào địa ngục, và khi mà thân hoại mạng chung thì phải sanh vào nhớ khổ cảnh. Còn nếu mà chúng ta sử dụng những cái điều tốt, tức là những cái vô tham, vô sân, vô si, hay là dùng cái 10 thập thiện nghiệp, thì cái đời này, kiếp này thì chúng ta sẽ được hạnh phúc và mãi mãi về sau được hạnh phúc. Vì vậy cho nên cái người trí là chúng ta phải hiểu biết và nên sử dụng cái tâm vô tham, vô sân, vô si. Kính thưa sư phụ, nói nhục cũng nói được, nhưng mà làm được không mới chỉ là cái chuyện xấu, chuyện tốt. Mới là chuyện khó, là bởi vì tất cả những cái điều xấu thì dường như là dễ làm, là ai cũng phải làm điều xấu. Ví dụ như là nó bậy, nó bạ hay là giết người thế này nọ, cái điều nó rất là dễ dàng. Nhưng mà làm những điều tốt rất là khó. Là bởi vì nếu mà cái làm những điều tốt mà dễ dàng thì tất cả nhân loại trên trần gian trở là đều là người tốt, đều là thánh nhân cả. Là bởi vì mà nếu mà làm điều tốt mà dễ dàng thì tất cả mọi người trên thế gian này sẽ là không có đi vào địa ngục, tại vì họ làm thập thiện không thì đâu vào địa ngục được. Bởi vì cái làm điều tốt và làm điều xấu thì ai cũng biết, nói ra thì ai nói cũng hay, nhưng mà làm được hay không là cái vấn đề đó, phải tùy cái tánh của mọi người và cái năng lực, nỗ lực của cái ý chí của cái người đó, muốn là tốt hay là muốn là xấu. Thì thường thường ai cũng muốn tốt, nhưng mà làm được hay không là cái vấn đề đó là từ mỗi cá nhân. Vì vậy cho nên cái điều này cần phải cái nỗ lực của chúng ta, và nhờ có cái nỗ lực đó thì chúng ta mới là làm được cái thiện nghiệp, thì cái quả báo thiện nó đến thì chúng ta mới hạnh phúc. Ở luân lý ở đây á, thì cách thiện ác thì cái người mà hiểu biết thì đương nhiên thì họ chọn cái điều thiện, bởi vì cái đó là cái common sense, tức là cái hiểu biết thông thường của con người. Chứ ở đây là con cũng không có nói lý luận, con nói là cái mà điều tốt á, thì ai cũng biết là điều tốt và ai cũng thích là điều tốt, nhưng mà đối với cái người Phật tử là phải áp dụng đó vào trong cái thân khẩu hành của chúng ta thì để hợp với là cái luân lý đó, hợp với luân lý là cái điều chấp nhận được, cuộc đời đã chấp nhận và đó là điều tốt. Nhưng mà thực hành được hay không là một cái vấn đề, và chỉ có những người mà thực hành thành công được thì mới là tốt, mới là hạnh phúc. Là bởi vì người ta nói là cái chiến thắng mà không có khổ sở thì cái vinh quang nó không có to lớn.
Còn cái chiến thắng mà nó khó khăn khổ sở thì cái vinh quang nó vĩ đại. Đó là một cái câu ngạn ngữ của Pháp, là vì một cái cuộc mà ra trận mà chiến thắng một cách dễ dàng quá thì không cái thành công, cái vinh quang nó không có vinh quang lớn, không có lớn. Cho nên là càng khổ sở để mà khó khăn để làm được điều thiện, và thật sự là làm được điều thiện không phải là điều dễ. Và những người làm được điều thiện là những người rất là tốt, và những người nổi tiếng, và là những người mà có cái sự mà nỗ lực hay là cái tâm họ rất là cố gắng. Bây giờ mình thí dụ như là ông Bill Gates là người đã được ba lần người ta bầu cho ổng để lãnh cái phần thưởng Nobel Prize, nhưng mà ông ta từ chối. Một người mà nổi tiếng như vậy mà người ta kết như vậy thì quả thật là cái điều đó không phải là điều dễ, không phải là điều dễ làm. Vì vậy một người mà đã có cái lòng tốt bụng mà lại không có háo danh thì không phải là con làm tốt cho ông để làm gì, bởi vì biết được một cái người như vậy mà con rất là ngưỡng mộ ông Bill Gates, là những cái người mà như ông đó vậy thì là rất là tốt. Vì vậy cho nên ở đây mình nói là tốt xấu thì trên phương diện luân lý là mình phải làm tốt, làm điều thiện, nhưng mà làm điều thiện được thì mới là cái người xứng đáng là con người tốt. Và trên thế gian này không phải là dễ dàng để mà làm được điều thiện. Nếu tất cả điều thiện mình được dễ dàng mình được làm được thì địa ngục là trong ai đâu. Nhưng sự thật ra cái địa ngục thì nó rất nhiều người ở dưới địa ngục, mà kể cả tỳ kheo. Con có đọc kinh nghe nói rằng thì ở dưới địa ngục thì những cái sào mà để máng cái áo nhà sư mà xuống địa ngục, cái sào nó cong, tức là những vị tăng bên kia vào địa ngục rất nhiều. Điều đó cho thấy rằng không phải dễ dàng mà thoát khỏi cái địa ngục đâu, là bởi vì chúng ta phải là cố gắng để mà tránh cái ác mà làm thiện. Cho nên Đức Phật giảng dạy, Đức Phật ba đời, Đức Phật quá khứ, Đức Phật hiện tại, Đức Phật tương lai chỉ dạy ba điều: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ y. Ba điều đó thì đó là cái lời giải của chư Phật. Vì vậy cho nên thưa sư phụ, cái tốt xấu ở đây đó, dựa trên cơ sở tự nhiên thì có khác biệt gì với số quan niệm thiện ác trên luân lý tín ngưỡng? Thì sự thật ra mà nói thì nó không có khác gì, nhưng mà cái điều mà giảng dạy trên luân lý tín ngưỡng đó, thì cái điều đó là phải hành trì đem cái tốt cái xấu đó, đem cái tốt đó mà hành trì vào thân hành, khẩu hành, của ý hành của chúng ta thì mới là có cái kết quả, thì nó để nó hưởng được cái quả tốt của trần gian này, kiếp này và kiếp sau. Còn nếu mà làm cái điều xấu thì đi vào địa ngục, bởi vì cái nhân quả không phải là con người, mình không có thảo luận đó, thỏa thuận với nó, cầu xin nó khoan, mà hễ khi mà đã làm điều xấu rồi thì chắc chắn cái quả báo này sẽ đến khi mà cái duyên nó đủ, không kiếp này thì kiếp sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư phụ, con nhận thấy như vậy, đó là những điều mà con nhận thấy và trình bày như vậy. Xin thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Xin chào sư Nguyễn Thông, thượng tọa Pháp Đăng, chư tọa có còn ở trước máy không? Nếu chư tọa đang nghe được, xin chư tọa hoan hỷ cho biết nữa. Xin chào. Thì đó đang nghe những cái con số mà chúng ta sắp học, ví dụ như một có bao nhiêu thuộc tánh và một thuộc tánh có thể phối hợp được bao nhiêu tâm đó. Mấy kinh nghiệm của thượng tọa nó có làm cho mình rối trí, làm cho khó hiểu hay không, hay là chính những con số đó cho chúng ta biết
rất là nhiều cái khía cạnh lợi lạc khi mình học vào thắng pháp. Xin kính thưa Phật Đăng. Dạ, con Phật Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ quý thượng tọa. Xin chào quý vị. Thì ở trong câu hỏi thượng tọa thì thật sự đó, khi mình học ví dụ pháp đó, mình học những cái con số đó thì cho mình một cái cách mà mình tính toán nó, mình một cái cách tính toán sát và những cái phối hợp nó chặt chẽ và rời rạc. Chính cái điểm mà cho mình biết và tính toán như vậy không thể nào thiếu và cũng không thể nào dư được. Ví dụ mình nói về một cái tâm tham, thứ nhất là có 19 sở hữu đi cùng, thì cái tâm tham thứ nhất là như vậy. Tâm tham thứ hai đó thì có hỗ trợ và nó có hai cái sở hữu không phần đi theo là 21. Hễ mà thọ hỷ là như vậy, còn thọ xả thì mình trừ sở hữu hỷ ra, còn lại những cái thuộc tính mà nhất định phải có. Và cũng để tránh cái tình trạng mình một cái người họ học họ nhớ sai và không có đúng cái nguyên tắc, không có đúng cái cách, nên nó cũng là cái cách để mà loại bỏ những cái sai lầm và chỉnh đốn lại những cái biết mà nó được hoàn hảo. Thế theo con nghĩ rằng học với con số đó nó có nhiều, rất là nhiều cái lợi ích. Nếu một người mà chịu học thuộc, và khi thuộc như vậy đó thì mình sẽ nhớ cách mình tính và mình có thể nhớ rất là lâu dài. Và mình nếu mình sao mình có quên đó, mình cũng sẽ tìm được những cái thuộc tính này. Đây là cái điểm mà con nghĩ rằng những cái vị mà và cũng để biết cho những vị mà có học trong trường lớp và những cái vị mà tự nghiên cứu, những cái người họ tự nghiên cứu đó, thì họ có thể họ không nhớ được những con số đó, hoặc là họ có thể nhớ nhưng họ nhớ không chính xác. Thì như vậy nên khi mà một cái vị mà học từ cái vị thầy dạy đó thì nó có những cái điểm mà mình khi nói ra thì người ta biết rằng mình có học từ cái vị mà chuyên dạy cho mình. Cái con số này đó là một cái sự gắn kết chặt chẽ, những cái tâm sở dù là thiện hay bất thiện nó cũng có cái sự gắn kết, nó đồng sanh, mình gọi là đồng sanh đồng diệt, đồng nương một căn, đồng biết một cảnh. Như vậy thì làm cho mình hiểu biết, và cái sự hiểu biết của mình nó có một cái chiều sâu, và một cái chiều sâu khi mình tính toán và mình tìm hiểu những cái thuộc tính pháp, mình biết được rõ ràng như vậy. Theo con nghĩ rằng nó không phải là rối rắm gì hết. Khi một người mà chịu khó học đó, thì họ nắm bắt chặt chẽ. Cái sự nắm bắt chặt chẽ đó làm cho mình củng cố cái tri kiến tốt hơn, và củng cố cái sự suy nghĩ hoàn hảo của mình để mình tìm hiểu tại sao mà nó là 19 mà nó không phải là khác, hoặc là tại sao nó là 21 là 21 mà không phải là khác. Thì chính vì những cái điểm đó nói lên cái việc mà học hỏi những con số đó nó có cái sự lợi lạc khi mình tính về những cái tâm và tâm sở phối hợp. Và nó như vậy nó có những cái thuộc tính thiện hay bất thiện. Những cái thuộc tính thiện thì là thiện, bất thiện là bất thiện. Nhưng mà tại sao nó có như là những cái sở hữu giới phần đi theo những cái tâm mà có cái giới phần, và tại sao những cái tâm vô lượng phần, có những sở hữu vô lượng phần thì lại có ở trong những cái tâm mà có vô lượng phần sanh khởi. Và nói lên những cái thuộc tính của những cái tâm sở như là ly trí, hợp trí, vô trợ, hữu trợ, nó cũng có nói lên những cái thuộc tính khi mình đọc vào cái bản niêu, đọc vào những cái về tâm hay tâm sở thì mình cũng biết được, và những cái từ ngữ đó nó không hơn, không kém, không ít, không nhiều, và nó phải là như vậy. Ví dụ nó nằm tâm tham
Thứ nhất là tâm tham tạo ý hoặc tà vô trợ, ví dụ vậy. Cái tâm tham thứ hai là tâm tham tạo ý hoặc tà vô trợ, thì được đọc và phải được nhớ rõ ràng. Nếu mà mình sai á, thì mình hiểu. Khi mình học lên đó thì mình thấy nó càng củng cố hơn. Tại sao mà hợp tà là có sở hữu tà kiến, rồi cái ly tà là không có sở hữu tà kiến, thì mình tính ra được như vậy. Cái đằng cái đó cũng rất là lợi ích. Nếu mình học thuộc những cái con số theo những cái định nghĩa danh pháp và sở hữu đồng sanh đồng diệt, thì con nghĩ rằng cái đó là cái lợi ích mà người học vi diệu pháp nắm được đó, thì nó làm cho mình lâu quên. Và nếu mà quên thì mình cũng sẽ cố mình tìm ra được. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin đến cho Thượng Tọa cái gì cần nói thêm về Thượng Tọa. Sao chú kính trình Thượng Tọa Pháp Đăng. Tức là chư Tôn Đức và Từ Vĩ Phật Tử, trong cách học của Thắng Pháp ở Phật Thầm thì có một điểm mà chúng ta dễ dàng nhận thấy đó. Đa Phật những bài học nó đòi hỏi sự liên lạc, học sao xuyên suốt trong phần học về tâm đó, thì chúng ta thấy được một điểm là nó không có liên lạc với nhau lắm. Nhưng mà bây giờ đó, bước qua phần thắng pháp thì thưa quý vị, xin lỗi, qua phần phổ tánh của tâm đó, thì bắt đầu là lúc mà chúng ta rất là cần để nhớ những bài học trước, và do nhớ những bài học này đó, thì chúng ta mới thấy được những bài học hiện nay nó liên hệ và học trước như thế nào. Mình không thể nào học về thuộc tính của tâm mà mình không biết về tâm. Không thể nào học chỉ một bài này mà không cần biết những bài trước mà mình có thể hiểu được. Do vậy rất là mong là quý Phật tử bỏ công ra học môn học này đó, thì chúng ta làm một việc là chúng ta làm quen với biểu đồ của chư pháp và biểu đồ của chư pháp. Ví dụ như là đôi khi cần một cái tìm hiểu là thuộc tánh bất thiện nằm ở chỗ nào, thuộc tánh tình hảo nằm ở chỗ nào, xúc thọ tưởng tư định mạng căn tác ý nằm ở chỗ nào, và rồi tránh những vậy. Chúng ta lại dần dà tạo nên một cái sự liên đới trong thời gian sắp tới giữa tâm bất thiện, đây tâm tham, tâm tham này đi với bao nhiêu thuộc tánh, đây là sở hữu vị cảnh, trong sở hữu nào, vị cảnh nào đi với tâm nào, vân vân. Thì cái đó thưa quý vị nó lại đặc biệt giúp ích. Tức là lúc này là lúc mà chúng ta cần ôn nhiều, cần có cái chứ không phải như lúc trước mà mình học mình ngồi nghe các vị giảng sư nói tới đâu thì mình nghe tới đó thôi. Và cái đó là nó trở nên tương đối rất là khác biệt ở trong từ đây về sau này. Và rất là mong rằng quý Phật tử sẽ lưu ý và lưu ý rất là kỹ lưỡng những cái phần này. Càng học sâu thì không những có cái lợi lạc mà chúng ta còn cộng vào trong đó là làm cho
trí tuệ của chúng ta được sắc bén, được mài dũa và được mài dũa thường xuyên với những điều này. Hy vọng rằng quý Phật tử sẽ không có một thái độ học thụ động, nghĩa là thường thường trong cách học thụ động chúng ta là các vị giảng sư giảng thế nào nói thế nào thì mình gọi là nghe sao thì hay vậy thôi, chứ mình không có cần để ý nhiều. Nhưng mà trong trường hợp học thánh pháp á, thì nói theo danh từ mà suy tưởng ngày xưa, có đôi khi suy tưởng hay xài gọi là ra tới ra luôn, và ra tới là luôn, tức là một đó mình đã học, đã nghe rồi, bây giờ mình ôn nhắc lại và những cho chúng ta một cái hình ảnh chung là tại sao pháp này nó lại liên hệ pháp kia, hoặc là nó không liên hệ với pháp nọ, rất lợi lạc và rất là lợi lạc cho người học. Chúng tôi cũng muốn nói thêm một điểm này là từ đây về sau, khi mà chúng ta học về thuộc tính của tâm đó, càng ngày nó càng bớt đi những cái ý niệm về thường thức. Thí dụ như là khi mình học về những cái thuộc tính tịnh thảo, tính niệm tàm quý vô tham vô sân vô si hành giả, mình nghe những chữ như là tính niệm tàm quý nghe nó rất là kinh. Nhưng mà trong thắng pháp tạng đó thì những chữ này tiền chất, và chỉ tính ở đây không nghĩa là niềm tin của tam bảo, và như là tính tâm của chúng ta niệm ở đây không phải là tính niệm, mà thay vào đó thì chúng ta nên hiểu cái khía cạnh nó rất là tâm lý. Vì một người mà sống ở trên vùng đất hoàn toàn xa lạ, không biết gì Phật pháp, thì họ vẫn có thể sử dụng những cái thuộc tính của tính ở trung tâm thiền nhập giới, và điều đó không có nghĩa liên quan đến niềm tin của tam bảo. Vẫn sự nhập văn định nghĩa lấy kinh đạn mà hiểu thắng pháp, lấy cái quy mô hiểu vĩ mô, nó tạo nên một số ngộ nhận rất là đáng tiếc của các vị học về A Di Đà. Nên chúng tôi mong rằng quý Phật tử sẽ để ý lưu tâm nhiều hơn về điểm này. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp của Đại Tâm Ma. Kính chư chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng, đại quý ngài tạm biệt cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa ư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải.